Cua ở đây chỉ giá từ 39 ngàn một con, bao phí chế biến, ra thành phẩm luôn, 39 ngàn một con. Chỉ cần off là đổi tại chỗ. Combo 5 con cua 195 ngàn, cho ra 39 ngàn con à. Và bao chế biến luôn nha. Các bạn có thể làm sốt bơ tỏi nè, hoặc là sốt trứng muối. Mà chỉ cần mọi người ngồi xuống là sẽ được quán đãi cho một phần súp cua mà không tính tiền. Cua thì các bạn có thể làm sốt bơ tỏi, sốt trứng muối, sốt tiêu hay là sốt me, tùy các bạn lựa chọn nè. Mà mấy cái loại sốt này Hùng thấy chấm với bánh mì đều ngon hết nha. Cua nhỏ là 39 ngàn. Bên cạnh đó quán cũng có các loại cua y hay là cua gạch son chất lượng. Muốn ăn thì mình cũng có thể gọi và chế biến tùy theo sở thích nè. Tất cả các loại cua của mình đều bao ăn, từ cua nhỏ, cua lớn, cua gạch hay là cua hai da đều bao ăn. Cua ở đây anh chủ đảm bảo bao ăn tất cả nên mọi người cứ yên tâm. Các bạn lựa muốn lấy con nào cũng được hết trơn nha. Đó, nguyên đống này là chỉ có 39 ngàn một con, bao phí chế biến luôn. Rồi cái món xôi cua ở đây á thì ê hề thịt cua luôn, xôi thì mềm dẻo thơm béo, vỏ ngoài thì giòn rụm. Ở đây thì cũng có cái món bánh canh thố đá, đầu tiên ở Sài Gòn, giá thì cũng chỉ từ 45. Cái thố đá mình ăn tới cuối luôn, nó vẫn giữ được cái độ nóng. Vậy các bạn nào muốn ăn cua mà không lo thủng túi thì mình ghé đây liền nha.